nha. Chào mừng anh em quay trở lại vlog của mình. Thì hôm nay mình sẽ nói về một cái bệnh cho cá. Cái đó để một hồi mình nói sau. Và cái việc đầu tiên mình muốn nói cho anh em á, đó là cái thành phần Ethoxyquin này nè. Là bữa hổm mình có nói nhưng mà nó chưa sâu. Thì mình hỏi những cái kỹ sư thủy sản á, thì họ báo là đây là một cái chất giúp tăng cường chức năng gan. Và nó bổ sung gọi là nói chung là nó tốt cho gan á. Đó thì anh em biết gan là một cái chức năng giải độc trong cơ thể mình. Thì nếu mà con cá nó được bổ sung chức năng này thì con cá nó sẽ gọi là nó khỏe mạnh. Và nó trong đây nó có cái chất gọi là giúp tăng cường tiêu hóa và giúp con cá ăn mạnh. Đó thì anh em đó là một những cái chất cực kỳ tốt trong cái hệ thống chăn nuôi giúp con cá mình mập mập và khỏe mạnh. Thì anh em cứ mạnh dạn mà xài cám này. Vì thì anh em cũng biết như lần trước em đã giới thiệu nó là cám số 1 tại Việt Nam. Và là một trong 10 cái công ty sản xuất cám hàng đầu thế giới cho thủy sản. Thì anh em cứ tự tin mà xài. Rồi bây giờ Liên quay vào cái vấn đề chính cho anh em. Đó là cái vi sinh sim bạc. Đây. Nó đã tốt đến thế nào đối với cái shop nuôi cá của Liêm nha anh em. Thì trong quá trình Liêm xài, bắt đầu là xài cái vi sinh sim bạc này là khoảng 1 năm. Thì phải nói là Liêm bây giờ là Liêm nói một cách tự cao luôn đi cho anh em dễ hiểu. Đó là Liêm chấp tất cả các loại nấm và các loại cá bệnh thường gặp trên beta. Là những cái hồ cá Liêm ở đây thì anh em cứ anh em nào đã qua thì biết cá Liêm những cái hồ không bao giờ bị bệnh và chết nữa. Ừ thì nói chung là bệnh nấm bên kia. Đó thì anh em thấy cái vi sinh sim bạc nó tốt cỡ nào. Đó mặc dù là có những cái hồ trong nhà như thế này nè. Đó nó cũng không có gọi là đèn thủy sinh, nó cũng không có rong bèo gì hết mà cá vẫn phát triển rất là tốt. Tại vì cái con vi sinh này á nó không có phải là vi sinh quang hợp như BSD nên nó có thể sống trong môi trường thiếu ánh sáng. Đó, nó khỏe mạnh hơn. Rồi, và cái thứ hai là muốn chia sẻ với anh em á, đó là một cái bệnh. Mà cái bệnh này nó tồn tại đã rất là lâu năm rồi chứ không phải là mới đây. Nhưng gần đây Liêm mới phát hiện và Liêm hỏi những cái kỹ sư thủy sản á, đây là loại bệnh gì? Và họ đã trả lời Liêm. Đó là bệnh ký sinh trùng. Đó. Cá thì Liêm thấy ủa sao tự nhiên mấy cái hồ này đang trong hết, nước trong khe vậy nè. Tự nhiên sao có cái hồ này nó nước nó lại đục đục. Nó đục hơn bình thường thôi chứ không phải là đục ngầu. Và cá có triệu chứng chết râm râm, có nghĩa là một ngày chết vài con, một ngày chết vài con. Đó anh em mấy ông, những con này nó còn triệu chứng nè. Chứ không phải là hết đâu. Và dấu hiệu của con cá là thường thường cái đầu nó chập bá vậy mà mình đã dài sọc à. Đó là dấu hiệu của ký sinh trùng. Tại bữa hổm do Liêm thấy nó đục, Liêm không biết lý do tại sao. Đó thì Liêm mới thay nước và tình cờ lúc đó Liêm thay thì Liêm thấy là nó có những cái con y như là con sáng trong người mình á. Nó chạy lên bờ, nó chạy nhanh, rất là nhanh. Đó thì Liêm mới chụp hình, Liêm hỏi những cái kỹ sư thủy sản á, thì họ báo là đó là ký sinh trùng. Và họ chỉ Liêm cách sử dụng biện pháp để phòng chống nó là dùng cái thuốc sổ dung cho người mình á. Một viên với 200 lít nước và tạt thẳng vô hồ luôn. Đó còn ví dụ như cái hồ này 20 lít nước thì là 1 phần 10 viên. Mình cán bột ra mình pha đều với nước đó, pha chừng nào cho nó hòa tan với nước thì mình đổ hẳn vô hồ luôn đó. Thuốc trị dung nào cũng được hết, thuốc dành cho người đó thì anh em xài đó. Còn đây là dấu hiệu đã 2 ngày rồi thì bắt đầu cá có triệu chứng là đã ngừng chết. Còn khỏe mạnh hay không thì để Liêm vài ngày nữa Liêm xác định với anh em nha, chứ anh em đừng nữa nên làm khi Liêm chưa có công bố kết quả chính xác. Thì có hồ bên đây nó cũng vậy, chỉ có 2 hồ trong shop thôi là nó bị bệnh đó. Tại Liêm thấy nó đột ngột, nó tự nhiên nó đục, Liêm không biết lý do tại sao hết, tại sao mà những hồ kia đang trong hết mà chỉ có 2 hồ này đục. Thì bắt đầu Liêm để ý cá có dấu hiệu chết đó, thì Liêm lúc đó Liêm mới tìm hiểu và Liêm biết được đó là do ký sinh trùng. Thì cái cách trị này không biết nó có hiệu quả hay không đó, thì bây giờ Liêm đang trong thí nghiệm thôi. Tại vì ngày xưa nó cũng có dấu hiệu vậy nè, Liêm dùng tetra hay muối hộp hay là Liêm đã dùng kháng sinh gọi là cực mạnh luôn rồi đó, nó cũng chặn hết đó. Với lại cá bầy nó khó trị hơn cá từng con lắm anh em đó, nên thì bây giờ Liêm đã gọi là làm cho nó dừng chết được rồi. Thì còn cái việc nó hết hay không hết thì để vài bữa có Liêm sẽ báo cáo cho anh em nha. Kể lúc đó anh em tự tin mà làm. Còn bây giờ thì anh em đừng nên làm vội. Nhưng mà cái quan trọng Liêm muốn nói cho cái clip cho anh em đó là một cái bệnh ký sinh trùng này nó gọi là tác hại ghê lắm. Hồi nào giờ Liêm bị bao nhiêu bầy là chết sạch hết. Mà cay cú nó nhất là không biết nó bị bệnh gì. Cái trên người con cá không nắm, không sù vẩy, không sình bụng gì hết. Mà nó cứ vậy là nó đi từ từ hết. Thậm chí con cá đang ăn bình thường luôn, từ sáng tới chiều cũng chết. Đó nó chết la liệt lắm, có những hồ đang như vậy là ngày mai là chết hết luôn á. Đó nói chung là nó Liêm cay cái bệnh này lắm. Thì bây giờ Liêm đã tìm hiểu ra được cái nguồn gốc chính xác nó là bệnh gì và bây giờ Liêm đang có phương pháp khắc phục, thì không biết nó có hết hay không. Nếu mà hết thì anh em lúc đó Liêm xin nhan cho anh em làm nha. Thì Liêm đi trước, Liêm không phải là lớn tuổi gì cũng có kinh nghiệm gì mà Liêm phát hiện ra được thì Liêm đi trước để Liêm gỡ mìn cho anh em. Thì anh em có thể sử dụng cái phương pháp của Liêm nếu nó hiệu quả để anh em trị các bệnh cá của anh em.
đó thì anh em cũng thấy đây là những cái bầy mà Liêm nuôi với cái hệ vi sinh mà nó có đèn thì nó tốt, rất là tốt đó. Nó sẽ quận quận nước đây để chụp mấy cái hồ này nó lâu hơn. Hồ đó thì cá nó chỉ mấy tuần tuổi thôi, hai tuần mấy, ba tuần thôi. Còn này nè anh em đó, anh em mà nhìn thấy cặn nó đóng quận quận ở dưới hồ không đó, nó đóng thành quận, nó bu chung quanh một nham thạch đó. Đó là một dấu hiệu để chứng tỏ được vi sinh anh em phát triển rất là tốt đó. Đây là bầy Koi Nemo Galaxy của Liêm đó. Thì hai bầy thì anh em thấy không, cái độ nước đó, nó rất là trong, thì do cái vi sinh này nó phát triển nó gọi là cực mạnh ở trong cái môi trường thuận lợi của nó phát triển rất là mạnh. Thì nó tại nó tới 2 mũ 8 lần mà anh em, thì cái lượng vi sinh trong 1 gram của nó rất là cao, và nó tới 3 chủng loại vi sinh nên xài rất là êm. Thì những anh em đã có những cái rất, nói chung là hầu như là tất cả các người đã lấy cái vi sinh xiêm bạc bên Liêm về xài thì khen rất là tốt, cá gần như là không còn những cái bệnh mà xưa nay beta thường gặp, đặc biệt là bệnh nấm nữa. Thì nói chung là khi anh em xài xiêm bạc thì là anh em là nói thẳng là anh em nói không với nấm luôn, anh em không sợ nấm nữa đâu, Liêm bảo đảm luôn á. Còn trừ khi nào mà anh em ra keo rồi thì lúc đó vi sinh nó không còn chỗ trú ngụ nữa thì cái đó Liêm không bảo đảm nha đó. Thì còn hầu như là cá của Liêm bây giờ ở tiệm á, ở shop nè, thì chết là chỉ vì do ông nội này nè. Cái mùa này anh em biết mùa hè mà máy to thì nó nóng lắm, chưa anh em rờ vô hũ keo nó ấm luôn á, thì con cá nó bị gọi là bị sốc nhiệt thì nó mới chết, có hiện tượng đột quỵ nó chết thôi, chứ còn hầu như là không có bệnh tật gì hết. Con cá chết là trên người không có nớm, không có điếc gì hết đó. Thì anh em cứ tự tin mà xài cái loại vi sinh xâm bạc nha. Còn không mấy thì anh em cứ hỏi những cái người đã từng mua và sử dụng á. Liêm thì nhiều người người ta cũng chơi nhưng mà nhiều người ta cũng mua bán, thì Liêm không có ngại, nói chung là hơi ngại về cái công bố cái tên từ người đó. Thì còn cái giá thì anh em cũng đã biết rồi, một cái bịch vi sinh đó là 470.000, thì Liêm mua sao là anh em qua Liêm để là vậy. Còn nếu mà anh em ở xa ship á thì Liêm để cho anh em là giá là thêm 30.000 ship, đó là chẳng 500. Thì anh em vui lòng đừng có bao giờ hỏi Liêm trên những cái diễn đàn, đặc biệt là beta chia sẻ kinh nghiệm về là giá cám nhiêu hay là giá vi sinh nhiêu, tại vì anh em phải hiểu cái lịch sự mà khi mà mình tham gia những cái diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm á là họ nói không với mua bán. Thì anh em đừng có hỏi Liêm vậy, bữa nào để Liêm buồn buồn cái Liêm vô tình quên mà Liêm trả lời á là họ ban nít á, mà ban nít là không còn chia sẻ được cho những anh em những cái kinh nghiệm gì Liêm biết đâu, thì lúc đó mất nít cũng tội Liêm. Liêm là một người thuần kinh doanh mua bán bằng Facebook, nên cái việc mà bị ban nít ra khỏi một cái diễn đàn nào đó thì nói chung đó là một cái tin không hay, rất là buồn, nó ảnh hưởng tới lợi nhuận kinh tế của Liêm. Mặc dù Liêm không có kinh doanh mua bán những cái đó, nhưng mà Liêm kinh doanh và tương tác để mua bán cá thì cái đó nó sẽ làm mất đi cái phần thu nhập của Liêm. Thì mong anh em hiểu cho Liêm nha, có ai hỏi thì Liêm cũng sẽ không có trả lời đâu đó. Thì mong anh em hiểu cái khoản này cho Liêm. Thì còn Liêm đã biết những gì rồi thì Liêm sẽ chia sẻ cho anh em hết. Bây giờ Liêm có hai cái điều để chốt lại hôm nay, cái đó là cái bị bệnh ký sinh trùng, và cái thứ hai là cái vi sinh xiêm bạc và cái loại cám Liêm đã giới thiệu cho anh em xài ở hai cái video clip trước á, nó tốt như thế nào. Về cám thì nó là cám hàng đầu số 1 Việt Nam, có những cái thành phần rất là tốt cho gan và tăng cường giúp con cá hấp thu thức ăn và giúp con cá kích thích ăn. Và cái thứ hai là vi sinh xiêm bạc nó tốt như thế nào đối với những cái vi sinh trôi nổi trên thị trường, và đặc biệt là BFV. Thì nó hẳn BFV không có số máy gì để so sánh hết, còn những cái khác thì Liêm không biết được. Có gì anh em muốn góp ý hay là muốn hỏi Liêm thì phải chụp cái thành phần đó lên cho Liêm coi. Đây là cái hồ cá hôm nay đã gần 7 tháng là Liêm không thay nước, và những chú cá trong hồ này rất là khỏe mạnh và nước rất là trong, anh em thấy không đó, lên màu của những con. Thì nói chung là cá này là cá lâu háng chứ không phải là cá la háng nha anh em, cho nên nó không có được đẹp, nên đi câu ngoài thiên nhiên á, nên về nên bỏ vô nuôi chơi đó. Thì anh em cũng thấy không, hồ cá 7 tháng không thay nước, nó giống bằng chó nha anh em, nó chỉ cạn xuống như vậy nè đó, Liêm châm nước lên thôi đó, nó chỉ có vậy thôi. Cái đèn thì có chỉ có một cái đèn đơn sơ là đèn led thôi đó. Thì anh em thấy không, cái sim bạc nó đến tốt đến chỗ nào. Thì nói chung là nhiều anh em sẽ hỏi Liêm không mua bán thì Liêm quảng cáo chi cho dữ vậy, chắc cũng sẽ có những câu hỏi này, và sẽ có những câu hỏi là thằng này nó sầu lờ đó, chứ nó không có mua bán gì, ai mà làm không. Thì đúng, cuộc sống này không có bữa cơm trưa nào miễn phí hết nha anh em. Nhưng mà tại sao Liêm làm vậy, Liêm giúp anh em có những cái kinh nghiệm như vậy, là để anh em chơi cá anh em thấy thích thú hơn, không có bị dịch bệnh mà làm chết cá hàng loạt. Khi anh em thích thú hơn đó thì nó kích thích phong trào đi lên, và từ đó Liêm sẽ bán được nhiều con cá hơn thôi, có gì đâu, đúng không? Khi phong trào beta đi lên thì những người kinh doanh mua bán cá beta cũng sẽ đi lên thôi. Mình vì cái lợi ích chung, thì sớm muộn gì nó cũng có cái lợi ích riêng cho mình thôi. Đừng có cứ ích kỷ mà biết cái gì cũng ôm ôm cư cư trong người mà giữ hết là nói chung là đó là cái tính không hay. Thì mấy bạn có hiểu thì cũng tốt, còn mấy bạn không hiểu là chuyện của mấy bạn thôi. Liêm chỉ chia sẻ đến cho những người thật sự hiểu về
nói chung là những người mà muốn tìm hiểu rõ về con cá thôi, chứ còn Liêm không có quan tâm tới những cái gì ngoài con cá hết đó. Thì anh em hiểu được thì like và subscribe cho Liêm nha, để cái kênh YouTube của Liêm càng ngày càng phát triển và càng ngày càng được nhiều người biết đến. Rồi xin chào anh em nha, chúc anh em luôn có những cái bài cá khỏe mạnh và những cái bài cá đẹp nha. Xin chào anh em.